Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta hôm nay tôi sẽ giảng về đề tài là theo đuổi sự hiệp một. Chúng ta biết là sự hiệp một là điều hết sức quan trọng, bởi vì trong đời sống chúng ta, bất luận ở đâu chúng ta cũng cần sự hiệp một, cho dù là trong sở làm, chúng ta cũng cần có sự hiệp một, đúng không? Giữa những người cùng làm việc chung với nhau, hay là giữa chúng ta với cái người supervisor, với người chủ, chúng ta cần có sự hiệp một. Chứ nếu mà cái người supervisor chúng ta bảo chúng ta làm một điều mà chúng ta lại làm ngược lại, thì không thể nào mà công việc kết quả được. Rồi trong gia đình cũng vậy, cần sự hiệp một giữa vợ chồng, rồi cha mẹ với con cái cần có sự hiệp một. Rồi trong trường học cũng vậy nữa, tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống chúng ta thì chúng ta thấy sự hiệp một hết sức quan trọng. Và Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết như vậy. Chúa dạy chúng ta một điều hết sức quan trọng, đó là cần có sự hiệp một ở trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta xin, quý vị có Kinh Thánh xin dở ra với tôi trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21. Và trong cái phần đầu này thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy trong lời của Chúa là Chúa ghét sự chia rẽ và Chúa yêu mến sự hiệp một. Chúa ban phước cho sự hiệp một. Đó, và Chúa ghét sự chia rẽ. Chúng ta xem, tôi sẽ đọc trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21. Công việc của xác thịt thật rõ ràng. Thì trong câu 19 bắt đầu liệt kê ra những cái công việc của xác thịt chúng ta đó, tức là làm theo nếp sống chúng ta theo xác thịt. Thật là rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì trong cái phần liệt kê những cái tội lỗi này đó, thì tôi muốn chúng ta chú ý đến trong câu số 20 là ba cái tội mà Chúa nói rất rõ, đó là ích kỷ, bất bình và phe đảng. Đó, ích kỷ, bất bình và phe đảng. Thì chúng ta thấy riêng cái phần này đó, nó liên quan đến sự hiệp một, bởi vì nó đi ngược lại với sự hiệp một. Và nó bắt đầu như thế nào? Bắt đầu bằng sự ích kỷ. Khi một người sống theo ý riêng của mình, theo ý muốn riêng của mình, thì cái người đó sẽ bắt đầu sẽ có những sự ganh tị, sự ganh ghét đối với những người khác, không thích những người khác hơn mình. Đó, hoặc là có những điều gì người khác làm mà không vừa ý với mình, chúng ta bắt đầu ganh ghét. Đó, chia rẽ. Đó, bắt đầu gây ra chia rẽ và sau đó là bắt đầu bè phái, tức là bắt đầu nói với người này, nói với người kia để mà win cái support, để cho có những người khác ủng hộ cái ý kiến của mình. Đó, thì chính những điều đó nó sẽ gây ra sự chia rẽ từ trong hội thánh, và nó đi ngược lại với sự hiệp một mà Chúa dạy cho chúng ta trong Kinh Thánh. Rồi chúng ta xem tiếp câu kế tiếp là trong Giu-đa chương 1 câu 19, nói về những người đó là những kẻ gây bè kết đảng, những con người xác thịt không có thánh linh. Thành ra Kinh Thánh nói rất rõ những người mà gây bè kết đảng, tức là luôn luôn thâu góp những ý kiến của những người khác phục vụ cho mình, thì là những người gây bè kết đảng, và Kinh Thánh chống lại những điều đó. Và trong Châm Ngôn thì Chúa nói là một trong những điều mà Chúa ghét đó là gì? Châm Ngôn chương 6 câu 19, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Đó, tức là người mà gieo ra sự tranh cãi ở giữa vòng anh em, đó là một cái tội lỗi mà Chúa ghét, cái tội như vậy, gây ra sự tranh cãi giữa vòng anh em. Và xem tiếp, chúng ta xem tiếp trong Ê-phê-sô chương 4 câu 1 cho đến câu 3. Vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Và câu số 3 là cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Thì ra chúng ta thấy là Chúa dạy cho chúng ta ở trong hội thánh, giữa vòng anh chị em với nhau đó, thì hết lòng khiêm nhu, mềm mại, nhẫn nhục, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Đó là điều mà Chúa dạy chúng ta ở trong hội thánh. Và cái điều quan trọng đó là cố gắng duy trì sự hiệp nhất. Và cái chữ này trong tiếng Anh, hồi nãy Andy có giảng nó về cái chữ là endeavor. Endeavor có nghĩa là nỗ lực, making efforts, nỗ lực để mà đạt được cái điều đó. Tại sao mà lời của Chúa, tại sao Kinh Thánh lại nói với chúng ta là cố gắng để mà duy trì sự hiệp một? Bởi vì đó là một điều khó và đó là một điều không phải tự nhiên nó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì bản tính của con người chúng ta là gì? Bản tính con người chúng ta là ích kỷ. Bản tính chúng ta là luôn luôn chúng ta muốn những gì mà nó xảy ra theo ý muốn của mình. Đúng không? Ai cũng muốn là cái ý của tôi là phải đúng, ý tôi phải là được tôn trọng, ý kiến của tôi, cái cách của tôi mới là đúng, vân vân. Thì cái sự ích kỷ đó, cái sự ích kỷ đó nó sẽ gây ra cái sự chia rẽ. Và chính vì vậy mà lời Chúa mới bảo chúng ta là hãy cố gắng duy trì sự hiệp một.
Amen. Phải cố gắng, phải nỗ lực. Amen. Và đó chính là điều mà chúng ta học ngày hôm nay, là theo đuổi, cố gắng nỗ lực để mà duy trì sự hiệp một đó. Khi chúng ta đã có sự hiệp một rồi thì phải nỗ lực để mà duy trì cái sự hiệp một đó. Amen. Và phần thứ hai của tôi trong bài giảng đó là tại sao mà chúng ta cần phải duy trì sự hiệp một và những cái lợi ích của sự hiệp một là gì. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên 133 câu số 1 ghi như thế này: kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao. Đó, anh em ăn ở hòa thuận với nhau thật tốt đẹp biết bao. Kìa tốt đẹp, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao khi anh em sống hòa thuận với nhau. Thì là chúng ta thấy đây chính là ý muốn của Chúa cho con cái của Ngài, cho hội thánh của Chúa, là chúng ta sống trong sự hiệp một. Và Đức Chúa Trời muốn là hội thánh của chúng ta phát triển, nhưng mà cách duy nhất để mà chúng ta có thể phát triển đó là chúng ta cần có sự hiệp một. Thì ra sự hiệp một hết sức quan trọng, hết sức quan trọng. Và nếu mà chúng ta không có sự hiệp một đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào cộng tác với nhau. Chúng ta không thể nào hợp tác với nhau để mà thực hiện cái chương trình hay là cái khải tượng Chúa ban cho hội thánh của chúng ta được. Thì ra sự hiệp một là điều hết sức quan trọng. Và định nghĩa, nếu mà định nghĩa hiệp một như thế nào, thì có một số người cho rằng hiệp một có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý với nhau. Tất cả mọi người phải đồng ý với nhau thì mới có sự hiệp một. Nhưng mà thật ra trong Kinh Thánh không có dạy chúng ta như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì sự hiệp một, chúng ta vẫn có thể có sự hiệp một trong lúc chúng ta có những điều không đồng ý với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì tôi lấy thí dụ như là ở trong hôn nhân, Chúa bảo như thế nào? Là hai sẽ trở nên một. Tức là Chúa nói về trong hôn nhân là có sự hiệp một. Mà dĩ nhiên là chúng ta biết là trong hôn nhân, người chồng với người vợ đâu có bao giờ mà hoàn toàn đồng ý với nhau đâu, đúng không? Sẽ có những lúc không đồng ý với nhau, nhưng mà sao? Nhưng mà vẫn cần phải duy trì sự hiệp một. Đó. Thì ra cái điều đầu tiên hết khi chúng ta định nghĩa về sự hiệp một đó là chúng ta đừng có nghĩ rằng nếu muốn có sự hiệp một thì tất cả mọi người phải đồng ý với nhau. Không đúng như vậy. Nhưng mà điều thứ nhất đó là trong sự hiệp một đó chúng ta vẫn có thể có những điều chúng ta không đồng ý với nhau. Đó. Và những cái điều mà chúng ta không đồng ý với nhau nó có thể là những điều lặt vặt, những điều nhỏ nhặt mà thôi. Còn những điều chính, những điều quan trọng chúng ta cần phải đồng ý với nhau. Thành ra xuống đến cái phần thứ hai trong cái định nghĩa của sự hiệp một. Hiệp một có nghĩa là chúng ta sẵn sàng gạt bỏ tất cả những sự nhỏ nhặt, những sự không đồng ý. Đừng có để cho những cái sự khác biệt đó nó phân rẽ chúng ta. Đó. Đừng để cho những sự khác biệt nhỏ nhặt nó phân rẽ chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải chú ý đến cái lợi ích to lớn, lợi ích chung cho tất cả mọi người. Cũng giống như là thí dụ như trong gia đình, trong hôn nhân, trong gia đình cha mẹ với con cái cũng vậy. Sẽ có những lúc không đồng ý với nhau, nhưng mà cái lợi ích chung cho cả hai vợ chồng, lợi ích chung cho cả gia đình là như thế nào, hoặc ở trong hội thánh, lợi ích chung cho cả hội thánh là như thế nào, đó mới là điều quan trọng, đúng không? Không phải là ý kiến riêng tư của một người nào, nhưng mà là cái điều lợi ích chung cho cả hội thánh. Amen. Thành ra sự hiệp một đó chính là cái thái độ trong lòng của chúng ta, là chúng ta nhất định không để cho những sự khác biệt nó gây ra sự chia rẽ, nhưng mà chúng ta sẵn sàng hy sinh để mà chúng ta có thể cùng hợp tác, cùng làm việc chung với nhau. Amen. Thì và bất chấp những cái sự khác biệt đó thì chúng ta mới có thể duy trì được sự hiệp một. Chứ nếu mà chúng ta suy nghĩ trong lòng, chúng ta suy nghĩ một cách sai lầm là nếu mà muốn có sự hiệp một đó thì tất cả mọi người phải đồng ý với nhau. Mà nếu mà có bất cứ khi nào chúng ta thấy có những sự không đồng ý thì chúng ta nghĩ là như vậy thì không thể có sự hiệp một. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó thì chúng ta sẽ tự nhiên trong lòng của chúng ta đã có cái sự thất bại trong cái sự suy nghĩ của mình rồi. Thành ra đừng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta vẫn có thể duy trì sự hiệp một cho dù có những khác biệt. Amen. Và chúng ta sẵn sàng để mà gạt bỏ cái sự khác biệt tầm thường đó vì lợi ích chung cho cả hội thánh. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta cần phải thấy cái bức tranh lớn, the big picture, trong tiếng Anh họ gọi là we need to see the big picture. Phải thấy cái bức tranh lớn, chứ không phải là chúng ta chỉ có quan tâm đến là ý kiến của tôi, hay là ý muốn của tôi, hay cái điều tôi thích mà thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là ích lợi cho cả hội thánh như thế nào. Và quan trọng hơn nữa đó là ý muốn của Chúa là như thế nào. Không phải là ý kiến của tôi quan trọng hơn, hay là ý kiến của người nào quan trọng hơn, nhưng mà chương trình và ý muốn của Chúa là như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Amen. Amen. Thành ra cái sự hiệp một đó chính là cái thái độ của chúng ta, là chúng ta sẵn sàng hy sinh cái ý kiến riêng của mình, sẵn sàng cái ý kiến riêng hay là cái sự suy nghĩ riêng của mình để mà đem lại một cái lợi ích chung cho toàn thể hội thánh.
Và tôi lấy thí dụ như nếu mà có một cái điều gì đó mà ở trong trong hội thánh, mà nếu có một người nào thí dụ không có đồng ý với một cái điều gì đó mà chúng tôi đưa ra, một cái quyết định nào đó của chúng tôi đưa ra, thì dĩ nhiên là quý vị cũng có thể đến để nói với chúng tôi. Nhưng mà trước khi quý vị chia sẻ cái điều đó, hãy đến cầu nguyện với Chúa xem cái ý kiến, cái sự suy nghĩ đó của mình có thật sự đến từ nơi Chúa hay không. Đó, đúng không? Và khi đó, nếu mà cái ý kiến đó quý vị nói với chúng tôi và chúng tôi nhận thấy đây chính là một cái ý kiến tốt đến từ nơi Chúa, thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và sửa đổi. Đó. Nhưng mà cũng sẽ có những cái ý kiến mà chúng tôi biết là điều đó không có đến từ nơi Chúa. Đó. Thì ra cái điều quan trọng đó là chúng ta chấp nhận rằng ở trong một hội thánh, ngay cả trong gia đình nhiều khi chỉ có 3-4 người cũng đã có những cái sự khác biệt, có những cái ý kiến khác nhau rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống trong sự hòa thuận, vẫn có thể có được sự hợp một. Amen. Amen. Thì ra để cho Chúa có thể thực hiện được chương trình và ý muốn của Chúa ở trong hội thánh của chúng ta cần có sự hợp một. Đó là điều hết sức quan trọng. Và chúng ta xem tiếp những câu sau của Thi Thiên 133. Chúng ta xem tiếp là câu số 2. Điều ấy, tức là sự hiệp một đó, sự hòa thuận, sự hiệp một đó, điều ấy được ví giống như là dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy xuống gấu áo của người, giống như xương ngóc Hermon, xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Amen. Rồi chúng ta thấy được cái phước hạnh thứ nhất, cái kết quả tốt lành thứ nhất của sự hợp một trong câu số 1 là như thế nào? Đó là điều tốt đẹp biết bao. Cái sự tốt đẹp này là tốt đẹp đối với chúng ta cũng như là đối với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là giống như là một người cha nhìn thấy con cái của mình hòa thuận. Cha mẹ nào cũng vậy, thấy con cái của mình hòa thuận thì sao? Thì cha mẹ vui lòng, đúng không? Quý vị thấy điều đó ha? Là cha mẹ nào cũng muốn cho con cái của mình sống một cách hòa thuận, có sự hợp một. Thì Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta cũng vậy. Khi mà Ngài nhìn xuống, Ngài thấy con cái Chúa trong hội thánh sinh hoạt với nhau, làm việc với nhau trong sự yêu thương và trong sự hòa thuận, thì đó là điều tốt đẹp. Cha của chúng ta hài lòng. Và chẳng những như vậy mà cái sự hiệp một đó cũng đem đến cái sự vui mừng giữa vòng chúng ta. Đó là một cái điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta nữa. Amen. Và câu số 2, cái lợi ích, cái kết quả lợi ích thứ hai, đó là điều ấy như là dầu quý giá. Và chúng ta biết là trong cái thánh, dầu được ví với sự vận hành của Đức Thánh Linh, sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Thì đã trong sự hiệp một, thì dầu của Đức Thánh Linh, sự sức dầu, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đổ xuống từ trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy xuống gấu áo của người. Tức là nói về sự sức dầu, sự phước hạnh Chúa đổ xuống trong hội thánh, từ đầu cho đến trôn áo. Và cái phần đầu đó là mục sư, là những người lãnh đạo. Chính những người lãnh đạo, khi mà trong hội thánh có sự hiệp một, thì những người lãnh đạo được Chúa ban phước. Rồi sau đó tất cả những con cái Chúa trong hội thánh đều cũng sẽ được ban phước hết. Đều có sự sức dầu của Chúa hết. Amen. Thành ra là khi đó thì Đức Thánh Linh sẽ có sự tự do vận hành. Sẽ có sự tự do vận hành giữa vòng hội thánh. Và chúng ta cũng nhớ là trong Kinh Thánh, ví hội thánh giống như là một thân thể. Đó. Trong thân thể thì sao? Có đầu, có tai, có mắt, có mũi, có tay chân, có tất cả những cái cơ phận đó. Mà mỗi cơ phận đều khác nhau hết, đúng không? Quý vị thấy không? Và mỗi cơ phận đều có những cái chức năng khác nhau. Nhưng mà làm sao? Trước khi mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm việc, làm một cái gì đó, thì nó có cái sự hòa hợp giữa tất cả những cơ phận của nhau. Mà lấy thí dụ như nếu mà cái đầu mà nói là bây giờ mình phải đi tới phía trước, nhưng mà cái chân nó nhất định nó không đi thì sao? Thì không thể đạt được cái mục đích của cái cơ thể đó, đúng không? Thì nó y như vậy trong hội thánh. Tất cả mọi người trong hội thánh đều là những cơ phận khác nhau trong một cái thân thể, cần có sự hợp một. Thì khi mà hòa hợp với nhau như vậy đó, thì những cái động tác khi chúng ta bước đi, khi chúng ta chạy, khi chúng ta chơi thể thao, tất cả những cái đó nó sẽ suôn sẻ. Đó. Còn nếu không đó, thì chúng ta sẽ rất dễ để mà chúng ta vấp té, chúng ta đụng vô cái tường, đụng vô ghế, vân vân. Đó. Nếu mà những cơ phận trong cơ thể không có hợp tác với nhau. Amen. Thành ra Chúa muốn cho chúng ta là trong thân thể có cái sự hợp tác, sự hiệp một như vậy, thì dầu của Đức Thánh Linh sẽ đổ xuống, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ được vận hành trong hội thánh. Amen. Và cái điều thứ ba, cái ích lợi thứ ba ở trong hội thánh, đó là trong câu số 3. Chúng ta thấy lợi ích của trong câu số 3 đó là như xương móc từ núi Hermon xa xuống núi đồi Sion. Thì xương móc tức là cái xương buổi sáng đó. Nếu mà quý vị mà có cơ hội đi
đi trượt tuyết hay là đi lên trên núi, đi vacation đi lên trên núi, thì mỗi buổi sáng khi mà quý vị thức dậy mà nếu quý vị bước ra ngoài, quý vị hít thở không khí trong lành, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy sảng khoái, đúng không? Cảm thấy trong người hết sức là fresh, sảng khoái trong lòng. Đó. Thì đó là cái hình ảnh mà Chúa cho chúng ta thấy xương móc Hẹt Môn, từ xương móc từ trên núi Hẹt Môn xa xuống núi đồi Siôn, tức là đem lại một cái sự tươi mát ở trong hội thánh. Khi mà trong hội thánh, anh chị em chúng ta sinh hoạt với nhau trong sự hiệp một, trong sự hòa thuận, thì nó đem lại một cái sự tươi mát ở trong hội thánh. Amen. Không biết là các anh chị em chúng ta có bao giờ kinh nghiệm là có những lúc mà chúng ta mệt mỏi vì công ăn việc làm hay như thế nào đó, nhưng mà khi mà chúng ta đi đến nhà thờ hay khi chúng ta đến trong một cái buổi học kinh thánh, một cái buổi cầu nguyện chẳng hạn, thì sau khi mà cái buổi đó chấm dứt xong đó, thì chúng ta thấy tất cả những sự mệt mỏi đó biến mất hết, đúng không? Mà chúng ta lại giống như là được sức mới, được refresh, được tươi mới trở lại. Đó chính là điều mà Kinh Thánh nói ở đây. Là trong sự hiệp một đó, thì sự hiệp một đó chính là giống như là xuống móc từ trên núi Hẹt Môn xa xuống trên núi đồi của Siôn. À, đem lại cái sự tươi mới, đem lại sự tươi mát cho tất cả mọi người ở trong hội thánh. Mà ngoài ra thì một cách tự nhiên đó, thì những cái xương móc đó chính là hơi nước để đem lại cái sự kết quả để cho những cây cối và cỏ, tất cả thảo mộc ở trên núi Siôn mới có thể sinh sôi nảy nở, mới có thể phát triển và mới có thể kết quả được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sự sức giàu của Đức Thánh Linh và sự hiệp một đó sẽ đem lại kết quả ở trong hội thánh. Đó, sẽ đem lại kết quả ở trong hội thánh. Và kết quả đó được nói thêm ở trong câu số 3 phần B là vì tại đó Chúa ban phước lành. Trong hội thánh sẽ có phước lành khi chúng ta có sự hiệp một. Mà phước lành đó là gì? Tức là sự sống đời đời. Phước lành đó chính là sự sống đời đời. Và chúng ta biết là đối với Chúa, đối với chúng ta là con cái Chúa, thì cái phước lành mà tốt nhất, quan trọng nhất Chúa ban cho chúng ta là gì? Đó là sự sống đời đời, eternal life. Đó là phước hạnh lớn nhất mà chúng ta tiếp nhận được từ nơi Chúa. Thì đã trong sự hiệp một của hội thánh thì Chúa sẽ đem đến sự sống đời đời, có nghĩa là sẽ có nhiều người được cứu. Amen. Sẽ có nhiều người được cứu qua sự hiệp một ở trong hội thánh của chúng ta. Khi mà chúng ta làm việc chung với nhau dưới sự vận hành của Đức Thánh Linh, dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh, thì công việc của chúng ta sẽ có kết quả. Amen. Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ sức dầu và sẽ có kết quả, và sẽ có nhiều người kinh nghiệm, sẽ có nhiều người tiếp nhận được sự sống đời đời. Amen. Và chúng ta cũng thấy được những cái kết quả này ở trong hội thánh đầu tiên. Kết quả của sự hiệp một trong hội thánh đầu tiên. Và khi mà chúng ta đọc trong Công vụ các sứ đồ, 8 chương đầu của Công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy là Kinh Thánh nhắc đến sự hiệp một này 6 lần. Nhắc đến 6 lần. Và cho chúng ta thấy rõ được cái kết quả mà chúng ta vừa mới đọc trong Thi Thiên 133 này xảy ra ở trong hội thánh đầu tiên được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ. Thứ nhất, đó là chúng ta thấy là chúng ta thấy ở trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 thì nói như thế nào? Chương 2 câu 1 là tất cả các môn đồ nhóm lại với nhau trong sự hiệp một. Và trong tiếng Anh thì sao? Là all of the believers were together in one accord. Amen. Were together in one accord. Thì ra cái câu hỏi đùa mà tôi thường hay nêu ra đó là ở trong Kinh Thánh chỗ nào nói về là đã có chiếc xe Honda từ cái thời Tân Ước trong hội thánh đầu tiên? Đó là they were in one accord, tức là Honda Accord đó. Amen. Ngày xưa là đã có xe Honda Accord rồi. Nhưng mà cái câu đó muốn nói cho chúng ta biết là có cái sự hiệp một ở trong hội thánh, ngay trong hội thánh đầu tiên đã có sự hiệp một. Và chúng ta thấy cái kết quả đó là trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 47 là hàng ngày đều có người được cứu. Đó, hàng ngày Chúa đều thêm người vào trong hội thánh là những người được cứu. Amen. Ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người, mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Amen. Mỗi ngày Chúa đều thêm. Thế là chúng ta thấy rõ ràng đây là một trong những cái kết quả mà hồi nãy chúng ta đã đọc thấy ở trong Thi Thiên 133. Đó là Đức Giê-hô-va ban phước, và đó chính là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời. Amen. Và ở trong Thi Thiên hồi nãy trong câu 3 đó, thì trong tiếng Việt của chúng ta đó, nó không có mạnh bằng trong tiếng Anh. Trong tiếng Việt của chúng ta chỉ có ghi là vì tại đó Đức Giê-hô-va ban phước lành. Nhưng mà trong tiếng Anh đó, thì nói rất rõ là there the Lord command the blessing. Chúa command, tức là Chúa ra lệnh cho cái phước hạnh phải đến tại nơi nào. Where is that? Nơi nào mà Chúa ban phước lành? Nơi có sự hiệp một. Amen. Nơi có sự hiệp một. Thành ra nếu mà trong hội thánh chúng ta, tất cả mọi sự chúng ta làm đều có sự hiệp một, có sự hòa thuận với nhau đó,
thì chúng ta biết một cách chắc chắn là God commands blessing. Chúa sẽ ra lệnh cho phước hạnh sẽ đổ xuống trên hội thánh lời sống của chúng ta. Amen. Amen. Và cái kết quả đầu tiên chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ chương 2 câu 47. Và kết quả thứ hai đó là công vụ các sứ đồ chương 5 câu 12. Đó là dấu kỳ và phép lạ xảy ra. Bây giờ tôi sẽ đọc cái version. Chúa dùng tay của các sứ đồ thực hiện nhiều dấu lạ và phép màu giữa dân chúng. Tất cả tín hữu đồng tâm hội họp tại hành lang của Salomon. Thế là câu này cũng có nói về sự đồng tâm, tức là unity, có sự hiệp một. Khi các tín đồ hiệp một lại với nhau như vậy, thì các sứ đồ, bàn tay của họ, Chúa dùng bàn tay của họ để làm những dấu kỳ và phép lạ. Miracles happen. Tức là sao? Đó là nói về quyền năng của Đức Thánh Linh. Như hồi nãy chúng ta thấy trong Thi Thiên 133, là sao? Dầu của Đức Giê-hô-va, dầu của Chúa đổ xuống. Dầu tức là nói về quyền năng của Đức Thánh Linh. Đổ xuống từ trên đầu của Aaron đến râu của rồi đến trốn áo, có nghĩa là tràn ngập trong hội thánh sức giữ dầu của Chúa, quyền năng của Chúa thể hiện. Dấu kỳ phép lạ xảy ra. Và cái kết quả thứ ba, chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 6 đến câu 8, đó là sự phục hưng đem lại một cái sự biến đổi cho cả cái thành phố đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông, vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám. Tức là Chúa dùng các sứ đồ đó xua đuổi tà linh, và nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Đó, quyền năng chữa lành cũng xảy ra. Vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Đó, thế nên chúng ta thấy là khi mà hội thánh có sự hợp một, thì chính cái quyền năng của Chúa nó sẽ lan tràn ra khắp nơi. Không phải chỉ có ở trong hội thánh chúng ta được phước mà thôi. Nhưng mà khi các tín hữu con cái Chúa đi ra để đặt tay cầu nguyện cho những người bệnh, thì dấu kỳ phép lạ xảy ra. Và trong thành tràn ngập niềm vui. Cả thành phố đều được thay đổi, được biến đổi nhờ sự hiệp một ở trong hội thánh. Amen. Và Chúa muốn điều đó xảy ra ở trong thời tân ước cho hội thánh đầu tiên. Nhưng mà Chúa cũng muốn cho tất cả mọi hội thánh được thiết lập trong danh của Chúa Giêsu. Và hội thánh của chúng ta, hội thánh lời sống đây, Chúa cũng muốn rằng điều đó cũng xảy ra ở trong hội thánh của chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta nữa. Amen. Và như vậy chúng ta thấy được cái sự quan trọng của sự hiệp một. Chúng ta thấy được kết quả của sự hiệp một đó xảy ra trong thời tân ước, cũng như là Chúa mong muốn cho hội thánh chúng ta. Nhưng mà cái phần cuối cùng của tôi đó là làm sao để chúng ta theo đuổi sự hiệp một. How do we pursue unity? Làm sao chúng ta theo đuổi? Thì có hai cách. Trong Kinh Thánh dạy chúng ta hai cách. Quý vị giờ ra với tôi trong Kinh Thánh, trong Colossae chương 3 câu 12 đến câu 14. Colossae chương 3 câu 12 đến câu 14 ghi như thế này. Anh em là những người đã được tuyển chọn của Đức Chúa Trời là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Thì ở trong cái đoạn Kinh Thánh này, lời của Chúa dạy chúng ta đó là để chúng ta duy trì được sự hiệp một trong thân thể của Chúa, trong hội thánh Chúa, thì chúng ta cần hai điều, đó là yêu thương và tha thứ. Yêu thương và tha thứ. Tại sao? Tại vì chúng ta biết là tất cả mọi người chúng ta không có ai là toàn hảo hết, đúng không? Trong chúng ta sẽ có những lúc chúng ta xúc phạm người khác, có những điều chúng ta nói, chúng ta làm khiến cho người khác buồn lòng, tổn thương. Hoặc là có những điều mà người khác làm cho chúng ta tổn thương, làm cho chúng ta buồn lòng. Nhưng mà điều quan trọng đó là sao? Là Chúa dạy chúng ta đó là yêu thương và tha thứ. Đó. Và cái điều quan trọng mà cách để mà chúng ta bước đi trong sự yêu thương đó là như thế nào? Là chúng ta chú ý vào những điều tốt thay vì chúng ta chú ý vào những điều sai lầm hay những điều xấu hay những lỗi lầm của người khác. Trong khi đó cái bản tính con người của chúng ta thì sao? Bản tính con người chúng ta thì thường chúng ta nhớ rất là dai những cái lỗi lầm của người khác. À, chính vì vậy mà lời của Chúa luôn luôn dạy dỗ chúng ta là hãy tha thứ và hãy yêu thương. Thì ra nó là một cái nỗ lực của chúng ta để mà chúng ta mới có thể quên được những cái lỗi lầm, những thiếu sót của người khác và chú ý đến những điều tốt lành của anh chị em chúng ta. Amen. Thì chỉ có khi đó chúng ta mới có thể duy trì được sự hiệp một ở trong hội thánh mà thôi. Tức là yêu thương và tha thứ. Amen. Và chúng ta phải nhớ một điều đó là như thế này.
là như Chúa yêu thương và tha thứ chúng ta như thế nào, chúng ta cũng hãy yêu thương và tha thứ nhau như vậy. Chúa không bao giờ, khi chúng ta đến với Chúa, khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với Chúa để xin xin nhận tội lỗi và xin Chúa tha thứ, thì Chúa không bao giờ nói với chúng ta là cho đến khi nào mà con phải sửa đổi thì ta mới tha con. Không bao giờ Chúa đòi hỏi như vậy. Cho đến khi nào mà con bỏ hẳn cái tội này ta mới tha cho con. Không bao giờ như vậy hết. Đúng không? Nhưng mà khi chúng ta có tấm lòng ăn năn tội, chúng ta đến với Chúa thì Chúa sẵn sàng, Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta. Và Chúa sẵn sàng tha thứ ngay. Và Kinh Thánh còn nói là Chúa chẳng những Chúa tha mà Chúa còn quên những cái tội của chúng ta nữa. Đó, Chúa quên. Amen. Chúa quên. Và tôi cũng muốn nói thêm ở cái chỗ này, cái chữ quên. Cái chữ quên này cũng hết sức quan trọng. Quên không có nghĩa là bởi vì Chúa trí nhớ của Chúa kém mà Chúa quên. Không phải như vậy. Đúng không? Phần lớn chúng ta đó, nhiều khi chúng ta quên đó là bởi vì trí nhớ chúng ta kém, thì là chúng ta mới quên. Chứ Chúa không bao giờ kém trí nhớ. Chúa nhớ biết hết á. Tức là một cái tội nào đó chúng ta phạm, cho dù chúng ta phạm cách đây mấy chục năm, Chúa vẫn nhớ. Nhưng mà sao? Chúa không kể tội chúng ta. Đó. He does not consider that sin against us. Chứ Chúa vẫn nhớ. Chứ Chúa không phải là Chúa quên đâu. Không phải là Chúa mất trí nhớ rồi Chúa quên cái đó. Không phải. Chúa vẫn nhớ, nhưng mà Chúa không có xem cái điều đó. He doesn't count that against us. Tại sao? Tại vì tội lỗi đó chúng ta đã đến để xưng nhận và Chúa đã giải quyết dưới dòng huyết của Chúa Giêsu rồi. Do đó Chúa nhớ, nhưng mà Chúa không còn kể tội chúng ta nữa. Quý vị hiểu đó không? Hình ra khi chúng ta nhớ đọc trong Kinh Thánh mà nói là Chúa quên tội lỗi của chúng ta, không phải là bởi vì Chúa kém trí nhớ mà Chúa quên. Đó. Nhưng mà Chúa sẵn sàng về, Chúa vẫn nhớ nhưng mà Chúa không còn kể tội nữa. Thì y như vậy, đối với chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi, có những người mà đã làm một cái điều gì đó xúc phạm, gây tổn thương cho chúng ta cách đây mấy chục năm rồi. Mà nếu chúng ta không có thật sự tha thứ người đó, thì mỗi khi chúng ta nhớ đến cái câu chuyện đó, thì trong lòng chúng ta vẫn còn tổn thương. Đúng không? Thì cái đó chúng ta biết là chúng ta chưa thật sự tha thứ người đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhớ đến cái việc đó, mà trong lòng chúng ta có sự bình an, chúng ta không còn tức giận người đó nữa, thì chúng ta biết, như vậy là mình thật sự tha thứ người đó. Amen. Tức là Chúa không đòi hỏi là chúng ta là quên hoàn toàn cái đó. Không phải như vậy đâu. Chúng ta vẫn nhớ, nhưng mà cái sự đau đớn, cái sự tổn thương nó không còn nữa. Thì cái đó chúng ta thật sự tha thứ họ. Đó. Và Chúa đối xử với chúng ta như vậy đó. Chúa quên tội lỗi của chúng ta. Đó. Chúa quên tội lỗi, Chúa tha thứ và Chúa quên tội lỗi của chúng ta. Chúa vẫn nhớ, nhưng mà Chúa không còn kể tội chúng ta nữa. Chúa không có dùng cái tội đó để mà phạt chúng ta, hay là để xa cách chúng ta. Không có phải như vậy. Thành ra Chúa yêu thương chúng ta và tha thứ chúng ta như thế nào, chúng ta cũng hãy yêu thương và tha thứ anh chị em của chúng ta như vậy. Amen. Đó là cách thứ nhất để mà chúng ta duy trì sự hiệp một trong hội thánh. Amen. Thứ hai là chúng ta cần phải tập để mà nhìn thấy cái bức tranh rộng lớn. Learn to see the big picture. Đó, đúng không? Learn to see the big picture. Tại sao như vậy? Có nghĩa là vấn đề không phải là ý của tôi nữa. Ý của tôi không phải là cái điều quan trọng nhất, hay là ý của người kia cũng không phải là quan trọng nhất, nhưng mà là như thế nào? Cái điều gì là cái điều tốt đẹp nhất cho cả hội thánh, cho tất cả mọi người? Và cái điều gì là cái điều là trong ý muốn của Chúa muốn điều gì? Đó mới là điều quan trọng nhất. Amen. Thành ra có rất nhiều hội thánh, hay là có rất nhiều những cái nhóm mà có những sự chia rẽ hay là sự tranh chấp. Bởi vì sao? Bởi vì ý người này với ý người khác không có đồng ý với nhau, và xem là cái ý của mình mới là quan trọng, còn ý người khác không quan trọng. Thì chính những cái điều nhỏ nhặt như vậy đó, nó gây ra sự chia rẽ. Nhưng mà cái điều quan trọng là sao? Chúng ta tìm xem là ý muốn của Chúa trong cái trường hợp đó là như thế nào, và chúng ta làm theo. Chúng ta thấy được cái big picture, cái bức tranh rộng lớn như vậy, thì chúng ta sẵn sàng hy sinh cái ý riêng của mình. Chúng ta sẽ không có xem quá quan trọng cái ý muốn của mình nữa, hay là cái sở thích của mình. What you like and what you want will not be that important. Khi mà chúng ta thấy được the big picture, và chúng ta thấy được cái điều gì là cái điều ích lợi nhất cho cả hội thánh. Amen. Cái điều gì là cái điều mà ích lợi nhất để đem lại cái sự thực hiện được cái khải tượng của hội thánh. Đó mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là ý kiến của cá nhân, của người này người kia. Amen. Thành ra để duy trì sự hiệp một trong hội thánh, chúng ta cần hai điều. Thứ nhất là yêu thương và tha thứ. Và thứ nhì đó là chúng ta cần phải nhìn the big picture, nhìn một cách tổng quát để mà thấy được cái chương trình của Chúa. Và amen, thấy được cái chương trình của Chúa, rằng tất cả mọi điều chúng ta làm đó, nó nằm trong cái chương trình rộng lớn của Chúa. Không phải là chúng ta chỉ tranh chấp một cái chuyện nhỏ nhặt như thế này, rồi làm cho nó lớn chuyện, rồi thì
là hư hỏng cái chương trình và cái ý muốn của Chúa. Nhưng mà cái ý muốn của Chúa mới là điều quan trọng, đó là chúng ta thấy trong trong Thi Thiên 133 hồi nãy đó, là Chúa muốn sao? Chúa muốn là trong sự hiệp một, trong sự hòa thuận đó, đó chính là điều tốt đẹp dường bao, điều ích lợi cho hội thánh, và đó cũng là điều hài lòng Chúa. Rồi điều ích lợi Chúa muốn đó là sao? Đó là sự sức dầu của Đức Thánh Linh được tuôn tràn một cách tự do, không có bị ngăn trở, mà chỉ có thể xảy ra trong sự hiệp một mà thôi. Rồi sự tươi mát đó, refreshing của the dew, tức là sương móc ở trên núi Hermon đổ xuống trên núi Sion. Đó chính là cái điều mà Chúa muốn ở trong hội thánh, cái sự tươi mới, sự tươi mát. Khi mà chúng ta nhóm họp lại, khi chúng ta sinh hoạt, chúng ta học kinh thánh, chúng ta cầu nguyện chung với nhau, thì nó đem lại cái refreshing, đem lại cái sự tươi mát, sự tươi mới, sự phục hồi, sức lực cho tất cả chúng ta. Đó là điều Chúa muốn. Amen. Và cái điều Chúa muốn cuối cùng đó là gì? Đó là Chúa command the blessing. Chúa ra lệnh cho phước hạnh phải xảy đến. Đó là eternal life, sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời. Amen. Để cho có nhiều người sẽ vào trong hội thánh, sẽ kinh nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa. Và khi chúng ta đi ra cộng đồng, thì Chúa sẽ dùng bàn tay của chúng ta làm những dấu kỳ phép lạ để cứu nhiều người. Amen. Xin tất cả chúng ta cùng đi.